Hình ảnh trước mặt cô bác, đây là áo quan của em Châu Phú 15 tuổi. Chuyện thương tâm vừa xảy ra ngày hôm qua. Vào lúc buổi trưa, em đi câu cá vô tình bị giật chân rồi ra đi mãi mãi tại Đồng Nai. Thì tại nơi đây là quê nhà của ngoại, gia đình thì nghèo, thì không có tiền cắt được cái căn nhà. Do đó thì để phần áo quan của cháu tại nhà ông ngoại. Và đây thơ thớt vài người thân cũng như là bạn bè hồi học cùng lớp 5 hồi xưa biết đến tin của em ra đi mà đến đây để cũng như là chia buồn thắp nén hương cho bạn của mình. Mời cô bác anh chị theo dõi người mẹ chia sẻ lại câu chuyện vì sao em Châu Phú này ra đi khi đi câu cá như thế nào ạ. Và hoàn cảnh gia đình cũng còn khó khăn, Cao Hớn mình cũng xin chích vị thiện nguyện của cô bác gửi 2 triệu để hỗ trợ cho gia đình của chị để lo phần đám tang cho cháu Châu Phú. Sáng hôm qua cháu có xin mẹ 20.000 để đi chơi net, rồi cái em mới cho 40 mấy ngàn, 48 ngàn, em nhận đi một xíu về thôi, mà đâu có ngờ cháu đi theo mấy đứa bạn kia đi cắm câu gì đó, rồi rửa chân, rồi trợt chân, rồi cháu đi luôn. Rồi lúc đó mấy giờ chị? Tới 11 giờ mấy trưa gì đó, rồi bạn của cháu gọi qua nói hỏi phải mẹ của Châu Phú không? Em nói phải, nói Châu Phú. Em muốn chết rồi. Nhà của ông ngoại. Cháu mấy tuổi rồi chị? Cháu 15 tuổi. Cháu ở ngoài mình còn đi học gì không? Dạ, cháu đi làm. Đi làm rồi? Dạ. Ồ, cháu 15 tuổi làm cái gì chị? Là cũng làm công ty mà bên tư nhân. Mới ba lớn mà phụ cha mẹ làm kiếm tiền rồi. Cháu nghỉ học rồi năm lớp 5 thì cháu nghỉ học rồi. Dạ. Vậy là cháu xin chị để đi chơi game mà vô tình đi câu cá rồi ra đi luôn ha? Dạ. Vậy là buổi trưa hôm qua? Dạ, trưa ngày hôm qua. Tối là khoảng 10 giờ là mình gặp hả chị? 11 giờ mấy luôn mới gặp. Lúc mà 11 giờ mấy trưa ngày hôm qua thì bạn cháu có gọi, rồi tới 11 giờ mấy tối lại mới gặp. Rồi gia đình mình đi làm ở ngoài hả chị? Dạ, đi làm ở Bình Dương. Mình ở trọ ha? Dạ, ở trọ. Tại vì nãy đi vô đây cũng có nghe nói là cũng mình không có nhà cửa gì đó, là tới thời điểm này luôn phải không chị? Dạ, nay không có nhà, rồi về mới nhờ nhà ông ngoại, rồi cho cháu ra sau để nghỉ ngơi, ngoại cho chỗ nghỉ ngơi. Hôm qua là mình đưa cháu về tới đây là khoảng mấy giờ chị? Sáng về tới đây chắc 6 giờ mấy mà không nhớ 6 giờ mấy nữa. Giờ sáng này chứ không phải hôm qua. Mới là sáng. À, tối mới tìm gặp mà mới đưa về đây là sáng. Rồi chị có mấy cháu rồi chị? Dạ hai. Út là con út hay gì chị? Út là con út. Anh hai nó sinh năm 2003. Tới giờ chưa về tới nữa. Anh hai cũng đi làm cái gì chị? Giờ cũng đi làm cho anh. Rồi do hoàn cảnh mình. Rồi từ trước tới giờ là gia đình mình là vẫn đi làm mướn làm thuê, chưa đủ tiền để cắt căn nhà luôn hay gì chị? Dạ chưa. Đi cũng được 10 năm rồi đó. 10 năm đi làm thuê làm mướn rồi? Dạ. Mà chưa có cắt được nhà. Dạ hồi sáng về đây 6 giờ mấy gì đó, mà em không nhớ 6 mấy nữa. Chị là mẹ ruột không? Dạ. Nhà là nhà của mình nha. Nhà của ông ngoại. Ông ngoại rồi, chị đi làm ở trên chảnh hay gì? Dạ, gia đình đi chảnh hết. Hai chồng, hai đứa con. Rồi lúc bé đi chơi té hay sao chị? Dạ, bé đi câu với mấy bạn đó, rồi rửa chân á, bị trợt chân.
trở về ha. Dạ. Ba cái bé mà. À, đứa bé không biết giờ đi đâu. Ngồi dựa ở ngoài trước. Buồn quá ra ngoài trước ngồi dựa chết tường. Ông không có vô đâu đâu. Mấy ngày trước mình có cái điểm gì không mà bé nó ra đi vậy chị? Dạ không. Bữa trước cháu còn đi làm với em nữa, bữa thứ bảy. Tới không? Nói gì không? Dạ không. Như bình thường vậy ha. Dạ, tới sáng sáng chủ nhật lại người cháu công ty không có làm á. Cháu mới xin đi chơi net thôi. Nói mẹ con xin 20 ngàn đi chơi net. Rồi em nói ăn hết miếng bún đi mẹ cho đi. Cái ăn hết miếng bún cái em cho 48 ngàn. Rồi hung em mấy cái gì đó. Rồi cái đi là đi luôn vậy đó. Hung chị mấy cái này chứ đâu có nói đi câu đâu. Ngày thường bé nó có hung không hay là xin tiền cho là hung à. Xin 10 ngàn 20 ngàn là cho là hung à. Xin tiền hung là đi luôn đó ha. Mà lúc đó là cháu không có nói là đi câu đâu, chỉ nói đi chơi net thôi. Mà sao được mà đi với mấy đứa bạn kia đi như vậy á. Trời ơi chị ghê nhớ mắt. Như hôn chị được lần đó là cuối cùng nữa rồi đâu, còn hôn nữa đâu. Dạ. Mỗi khi xin tiền 5 ngàn, 10 ngàn hoài mà xin là hôn à. Chị được mấy người con? Dạ hai. Qua giờ ăn uống gì chưa chị? Có ăn rồi. Cái giữ sức khỏe chị ơi. Dạ. Gia đình mình đi chẳng làm lâu chưa chị? Dạ chắc được 10 năm rồi đó. 10 năm rồi. Chưa được. Cháu tên gì vậy chị? Dạ. Cháu tên gì vậy chị? Cháu là Nguyễn Châu Phú, sinh ngày 22 tháng 6, 2009. Là cháu nghỉ học lâu rồi ha? Dạ. Đi làm luôn rồi. Làm luôn rồi, anh làm kiếm tiền. Không mới về tới đó hả? Anh hai đó. Anh hai đó hả? Anh hai về tới rồi. Anh hai là năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Anh hai sinh năm 2003. 21 tuổi rồi. Xe đưa cho em nó về hồi tháng giờ mà giờ nó mới về tới đó. Thế là nhiêu tuổi rồi chị? Dạ. Cái này nè. Sinh 15 tuổi. Trong 2009 đó. 15 rồi. Dạ. 15 tuổi rồi. 15 tuổi. Là tháng chị? 8 này mới được 15 tuổi nè, nó sinh 22 tháng 8, bé là Nguyễn Châu Phú. À, Nguyễn Châu Phú. Bé thích uống xì tin hay gì chị? Thích uống này lắm luôn á. Bởi vậy mà để ra cho cháu uống ha. Biết xin 10 ngàn mua nước miếng luôn một ngày, nhầm khi 3, 4, 5 chai luôn á. Nước mà phải uống nước ngọt á. Uống miếng luôn. Bởi vì chạy vô cái xin 10 ngàn, chạy ra là xin 10 ngàn. Cháu là lúc đó đi câu là cái đó là cái sông lớn hay là một cái ao hầm chị? Hay cũng cái sông đó mà cháu đi gửi chân á. Nó đi câu mé bên kia chứ không phải câu cho đó mà nó xuống đó nó gửi chân. Đi chỗ khác gửi chân ha. Dạ. Mà bé có biết lội rồi không? Dạ không. Tới thời điểm này mà chị với anh chị chưa có nhà nữa đó. Đi làm thuê là mướn xa nhà để kiếm tiền để cắt nhà. Đây là cái nhà. Nhà của ngoại nha. Nhà của ngoại hả chị? Về đây để đỡ luôn. Tại vì bà nội già lắm, mấy cô nó đi chợ sao bà nội mất. Bà nội không chịu nổi, giấu không cho bà nội hay nữa kìa. Giấu bà nội luôn. Dạ. Không cho bà nội hay, mấy cô nó đi về là sao bà nội ngất. Vậy là bà nội là cưng bà nội... Phú lắm ha. Bà nội tám mấy tuổi rồi. Bà nội thương nó lắm. Nói đâu có hay nó mất đâu. Còn con nhỏ cháu mới về còn gửi sữa đem lên thành phố Bình Dương cho nó cho ảnh nữa kìa. Gửi sữa đem cho ảnh nữa. Gửi sữa ngũ cốc đem lên cho thằng Châu. Tại vì bữa nay nó đi chợ ảnh á. Bà nội đâu có hay nó mất đâu. Thank you.
Thời gian trước bé nó, em nó có thường đi câu đâu không chị? Dạ không, công ty một tháng nay là công ty nó thất nghiệp, thành ra em nó mới đi chơi, chứ không thôi công ty còn làm là em nó còn làm. Tại vì tháng nay công ty nó thất nghiệp đó, rồi nó cho công nhân nghỉ á, không có hàng. Còn mỗi tháng là còn vẫn đi làm, thành ra không có đi chơi đâu, cháu đi vòng vòng đó không à. Mà sao được mấy lần này đi dữ vậy, đi tới khổ về luôn. Lần thấy là cháu đi xa nhất trong mỗi lần hả chị? Không biết đi được mấy lần mà em không biết nữa, mà tại vì trong cái lúc mà nó làm công ty không có thời gian đâu. Chỉ hồi công ty nó nghỉ là bữa 25 tây, 25 tây là nó đóng cửa nó nghỉ đó. Là tới nay 15 tuổi mà biết đi làm tính tiền. Dạ là chưa được một tháng đâu. Là cháu là mới đi mới chơi được chưa được. Nào giờ có đi học không chị? Dạ học dưới này á. À học dưới này ha. Dưới dạ. Hè nó đi lên chỉnh đi làm hay sao? Dạ cháu nghỉ học luôn. À, nghỉ học luôn ha. Rồi cả gia đình mình là có 4 người rồi để đi làm để dành tiền để chuẩn bị sau này cắt nhà hay gì chị? Dạ. À ngồi. Đây là cái nhà tạm của mình hay là sao? Nhà của bà ngoại. Bà ngoại ha. Nhà của bà ngoại, nhà lá rách hết rồi. Siêu cột có rồi, những cái cột nè. Có mối chung ăn hết rồi. Bên đó là chị hay gì? Chị ha. Dạ. Kìa. Dạ, đi mình đi lên mà Bình Dương làm 10 năm nay ha. Mình làm Tết mình có về đâu không chị? Giờ tới năm rồi cha con nó có về, em cũng có về. Ừ. Hồi lúc mình tìm được thấy bé mình chở về luôn nữa ha. Dạ. Ở đây mình chôn bé đâu chị gần đây không? Dạ, ngoài cho ở nằm ở thì sao? Ở sao luôn ha. Dạ. Rồi có coi mà chừng nào mình động quan không chị? Ngoại nói ngày mốt. Ngày mốt ha. Vậy là ngày mai rồi ngày mốt. Nếu kịp á thì hôm nay 9 giờ mà hồi sáng về trễ quá rồi. Về tới rồi mày mới đi câu thì đâu có kịp ngày hôm nay. Dạ dạ. Mấy cô mấy chú gì ai cũng đều khóc vì cháu hết trơn ha. Chị em thấy là ở ngoài trước này có một nhóm giống như học sinh dạ. Mà bằng lứa tuổi của cháu là bạn sao? Của bé rồi. Dạ, học hồi cháu còn ở đây học. Trời ơi, dạ. Lúc dạ. Cháu còn ở đây học mà mấy bạn nó vẫn nhớ. Dạ. Dạ. Hồi sớm có cũng một số nhóm. Nam gì đó lại đốt nhiên người cháu nó về hết rồi còn. Trời ơi, chỉ là xa 5-6 năm trời rồi mấy bạn học ở đây con quê mà vẫn nhớ đến đây để dạ. Chia buồn ha. Quý quá, vậy là lúc đó em cháu Phú này sống chắc cũng... hòa đồng với mọi người nè, tốt nè. Ủa vậy chợ trên chợ nó tối người ta ngày qua người ta đi cả ngày cả đêm mới chợ tới được. Đi hết vậy chợ luôn, kéo nhau ra hết ở ngoài đường á, chờ chừng nào được nó rồi lên xe về người ta mới về. Rồi từ chỗ cháu đi câu cá ra tới chỗ chị ở là sao? Cho đi khoảng 17 phút. Nãy là em trai nãy là nói là đi khoảng 17 phút. Tại nó kiểu giống như cái Dĩ An đó với cái chỗ ở sông Đồng Nai đó, cái đường mà đi ra sông Đồng Nai đó là nó gần giáp ranh với nhau đó. Nên tầm đi là khoảng 17 phút. Dĩ An hả chị? Dạ, ngay chỗ. Dạ, tại vì bé nó ở Chiêu Liêu, ngay chỗ Tân Công Hiệp á. Đó, nó gần ngay đó. Thì đi khoảng 15 phút là tới ngay chỗ đó, điểm đó đó. Cái đó chỗ đó là cái sông hay là nó là cũng như cái con sông nhưng mà dạng nó lớn thì nó không lớn mà nó nhỏ nó cũng vừa nhưng mà tại vì nước nó chảy xiết quá sâu dạ, nó sâu quá có nghĩa là cháu Điền đó là đi câu ở cầu Phú. Này Châu dạ ở gần đó đó Châu Phú đúng rồi. Châu Phú dạ chị ơi Châu. Thì cũng nghe được thông tin về bà con cô bác cũng như là về hoàn cảnh xót xa của cháu ra đi á. Thì thấy hoàn cảnh của chị cũng rất là khó khăn và bên ngoại cũng còn khó khăn nữa khi còn căn nhà lá như thế này. Thì em cũng xin gửi chị 2 triệu từ tấm lòng của cô bác Mạnh Thường Quân. Sau đây em xin đọc tên là của chị Tiết Ngọc ở bên Mỹ 500 nghìn, của chị Thị Dung ở bên nước Úc là 500 nghìn, của em gái giấu tên ở Mỹ 500 nghìn, của chị Mỹ Linh
500 nghìn nữa là được 2 triệu. Dạ em xin gửi cho chị nha, để hỗ trợ chị phụ tang lễ cho cháu á. Dạ, cho bé Ba gửi lời chân thành cảm ơn các cô, các chú. Dạ. Để đó, giúp cho cháu Phú. Rồi mấy em đến đây cũng xin lời đầu tiên xin chia buồn cùng gia đình của chị nha. Dạ. Chị cũng gắng cố gắng ăn uống vô để có sức khỏe để mình lo cho cháu còn 2 ngày nữa, ngày mai ngày mốt mới xong. Gắng cố gắng niệm Phật để cho cháu sớm siêu thoát. Chứ mình đừng có nên ủ rũ mà mình khóc hoài cháu liên tiếc á chị. Dạ. Dạ, cháu mới có còn nhỏ tuổi mà biết đi làm mà lo cho gia đình. Cháu rất là thương luôn. Nhưng mà không may thì đã ra đi trước ba mẹ. Nói tới là người cha không cầm được nước mắt luôn nè mọi người. Nó nhớ là những cái kỷ niệm mà cũng như là cháu đi làm tới Hán là đem tiền cho ba mẹ. Nhưng mà bây giờ thì chắc là không có còn đem được nữa rồi. Thì bữa nay em tới đây thì em quay em chia sẻ gia đình. Thì em gửi cho gia đình mình là 5 triệu đồng để phụ tiền làm mã tiếp cho con của anh ha. Đó, thì anh là khóc rất nhiều. Chị đếm giùm cho em đủ 5 triệu không, em gửi tiền của em Bảo Si trên Sài Gòn ha. Gửi gia đình 5 triệu để phụ làm mã tiếp em trai ha. Chính dính tờ. Đây nè chị. Rồi đủ chưa? Đủ rồi ha. Đây là tiền của em Bảo Si nha. Ở trên Sài Gòn gửi cho gia đình của mình để phụ làm mã tiếp em Phú ha. Rồi anh thì chắc là nói cũng không có được nên lời nha mọi người. Anh chị khóc có mắt đỏ hoe hết trơn luôn. Mấy ngày trước là cháu Phú có nói gì anh không, có tâm sự gì không? Không ha. Anh khóc quá nhiều luôn mọi người. Nãy anh có giỡn anh nhìn ha. Có. Rồi anh với chị có ăn uống gì chưa? Uống sữa. Uống sữa ăn không nổi anh. Anh khóc với mình nước mắt mà ướt áo luôn. Hết gặp rồi. Mình nữa mình chôn gần đây không chị? Ở ngoài đây đây ha. Bớt khóc về anh ơi. Ngày là thường thường là cháu đi làm gì nó gửi tiền cho mình ha, đưa gia đình giữ ha. Lãnh lương đưa cho mẹ hết. Mới sáng đó cháu xin chỉ có 20 ngàn thôi. Cháu làm có tiền không chị? Tháng cũng hơn 4 triệu. Thôi ơi hay á. 4 triệu. Dạ, làm đủ tháng rồi, tháng này làm có mười mấy ngày công à, là được 3 triệu 6. Chàng ơi, hai người con ngoan quá, đi làm về đợi cái tiền cho mẹ. Cháu làm được mấy tháng rồi chị? Cháu Phú làm mấy năm rồi cháu. Mấy năm rồi ha. À, người cha chịu không nổi. Trời khóc quá, khóc mọi người ơi. Hồi nghỉ học là cháu lên cháu Phú làm tới giờ. Mọi người thấy là hai bên cũng có hai chú chó nằm chế mấy, bên luôn nè. Mấy chú cúng hồi nãy giờ nằm im ga buồn hiu luôn á. Rất là buồn luôn. Rồi không? Rồi như vậy xong rồi mình sắp xếp rồi nữa lên chảnh làm kiếm tiền rồi nữa hả chị? Chưa biết ha. Chắc một thời gian mới ổn định tinh thần nổi. Cho con đi ổn xong rồi đi nhờ ông thầy á. Đi cầu hồn cho cháu. Em sợ hồn cháu nó chưa về. Chị ơi cho em hỏi cái điều này với chị. Là hồi nãy nghe người anh của em Phú đó nói là cách này 2-3 bữa tự nhiên là cháu ấy đòi ngủ riêng. Thì cháu ấy có nói với chị về cái điều gì mà cháu ấy đòi ngủ riêng không? Cháu không có nói, mà từ hồi lên tới giờ là 10 năm mà cháu không có ngủ riêng. Cháu ôm gối mà lên gác là 12 giờ cháu cũng ôm cháu xuống. Trời ơi. Chứ không ngủ riêng. Lúc rồi kêu ngủ với anh hai đi cho nó rộng.
rồi ôm lên rồi cũng ôm xuống, mà ba bữa nay là cháu lên cháu ngủ một mình trên gác đó. Tự anh nha. Rồi chị dạ. Chị có hỏi không? Cháu nói cháu nực quá, cháu lên cháu ngủ chảnh mình cháu mát, chảnh cái cửa sổ mát, cháu trả lời như vậy đó. Mà mình có thấy cái điểm gì lạ lạ, dạ lạ lạ mà sai sai không? Rồi đi dặn em cũng đi làm miết nữa, rồi anh đi làm rồi về rồi thôi, rồi hỏi gì rồi thôi. Hai ba bữa trước thì chỉ có một cái thấy lạ là ngủ riêng thôi ha. Dạ. Ngoài ra là cháu ấy có biểu hiện nói chuyện gì với chị mà khác lạ không? Có hôm bữa chủ nhật đó cha nó về đó, nó đòi nó về để chở con về nội đi, con ở với nội luôn. Rồi cha về công chuyện cho nó, cha về con bữa rồi cha trở lên rồi. Người cha nó trở về, rồi ổng vừa về tới đây ổng điện báo là ổng về tới đây rồi. Thì em đang nói chuyện điện thoại với ổng, cái điện thoại cháu nó gọi qua nó là báo là nó tới. Về tới dưới nhà bà chị chồng dưới. Là tính chuẩn bị là chở cháu ấy về nội chơi rồi đó ha. Cháu rồi về á, mà cha nó đi công chuyện á, chỉ có một bữa cháu lên thôi, chủ nhật về thứ hai lên thôi. Thành ra không có chở về. Cũng có hai cái điểm ha, ngộ ngộ ha. Anh hai nó làm công ty lớn. Công ty lớn rồi anh hai làm tháng được nhiêu? Lương cơ bản là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi hay gần hai anh chị? Ổng thì làm sâu ngoài tháng cũng 7-8 triệu đấy. Là gia đình mình cũng như là đi làm mướn không luôn. Làm mướn một tháng cũng gần 20 triệu. Là mình ăn uống chi phí rồi mình trả nhà trọ, rồi còn như mình để dành để sau này cất nhà đó hả chị? Em cũng chưa để dành được gì hết trơn. Trời ơi, gia đình còn nợ quá đó. Nợ mà bây giờ còn bỏ chiếc xe anh tránh nữa, rồi mất chuột chiếc xe ra nữa hả chị? Rồi mình không có tiền mình chuột, cứ như nó giữ hoài luôn. Mười lăm triệu à? 15 triệu. Không có tiền còn tốn 15 triệu nữa, con mắt nữa. Nói ra như vậy là tại vì cái câu chuyện đó, gia đình cũng đã có người lo miễn phí không đồng rồi. Nhưng mà ở đây tự nhiên là khi mà làm xong các thủ tục xong rồi còn tự nhảy vô làm cho cái phần hậu sự xong rồi đòi tiền của người ta, đưa người ta vô thế đã rồi.